ស្វាគមន៍អ្នកចូលរួមក្នុងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីFullcrude ជាមួយនឹង Trên những bậc đại tập bé, nhóm đại chúng mô viên thang Sabait DB. Nói chung đại tập bé Sabait DB nâng nhóm bậc đại tập bó mũi, nhóm đại chúng mô viên thang Product. Đại miệng buôn khả lắm. Trên trực cố nâng cứ nhóm đại ID nhưng vô AI cứ auto increment primary key auto increment name cứ product name watcha one rep nhóm đạn mở character write int nhóm đạn mở character Date cứ nhầm vô date time hoặc default cứ vô current timestamp cho nhầm chữ save cho nên là cái nhầm nhận date tab bò mũi đã miền bốn column cứ ID name price date cho nhầm đừng tập phơ ca insert one or two record to this table for this place niche. You click the actual, and you click jump insert. Kalau ni kau nyom atau insert data ID boleh jeng tek, kau auto increment, hai ni dat. Kau jeng atau insert tek. Macam apa dia jeng insert? Kau tap P tek, kau name, hai ni price. Name còn lại nếu như đại chúng mua viên tha computer price cái nhóm đại một bón phone keyboard. Then you insert by record to can tap on one. So you mean by hand that don't you move in can set by you. So now I need to use the same thing you must make column. Em chạy go again. Chẳng cái này cứ bánh hà một pizza bỏ nhóm vì mình bánh hà cho buổi nâng mà actual hè. Chẳng em chạy start vì một đón tiếp. Auto query. Thế nhưng bạn insert data cho được căn thẻ bò và dùng bạn chụp chạy ấy. Sorry chụp bò error mấy cứ đợi sao để xem bò nhau mình bằng nhạc tích. Thế nhưng bạn insert môi bị bay record nâng cứ mình công chơi ra phone hay nâng keyboard bạn cho được căn data bò dùng chụp chạy ấy. Thế nhưng đừng chạp đâm tôi bật cắt bật chạy bò dùng nó khó nóng ATDoc. Trên đặt nông ATDoc, nhóm bậc cao phải chạy thông mây mô nhóm đại chung mô tháng
Sabai F chúng mình open vi chúng mình VS Code Editor tụi bóng kinh nghiệm bằng cách file rich.php nhưng bằng cách file database.php nhóm bằng cách file edit view.php edit model.php create view.php create model.php and delete model.php chúng pha được on những đại dương bậc cao cứ dùng làm bài pra nó không group process bỏ dừng chúng group cứ một việc insert delete update hay những select edit data bỏ dừng mà chúng edit cứ nó không group bỏ dừng cứ dùng dùng say group một việc là create cứ dùng profile p nó cứ create view cứ create a theme out view model cứ việc lại để dùng cái say php on nó cứ một việc là retrieve record read hai u cứ update hai chọn cái đi cứ delete chẳng hạn cứ một việc crude cứ một việc buồn nè chẳng create cứ mỗi cứ a theme out form hai mỗi tiết cứ chỉ php code để dùng dễ chỉ bộ edit được khi đã ví dụ nên cứ a theme out bỏ dễ hay edit nên cứ chỉ php code bỏ dễ hay delete cứ việc miền ví dụ đây cứ miền là php direct ví dụ bỏ biết cứ dùng direct nó không nhận định ok chẳng mọi khác ví dụ em chạp đam ta sẽ code bỏ dân đầm nón tới trên nó không database.php bỏ dân nhóm chạp đam ta sẽ function để nhóm trao cá và ta nó không group chân tìm mỗi cứ function connect database bỏ nhóm mình đã db return new mysqli nhóm connect cái database bỏ dân localhost user root password tế database bỏ nhóm mấy cứ chú mua sabai db trên nhóm bậc function cứ đồng bài get all information get all product còn function get all product nên cứ dùng nâng tờ return db dùng call connection bỏ dưỡng query select card from product table bỏ dưỡng cứ chung mua product hai bởi xây dựng trong man à bỏ trong cơ một lớn cứ như mạch order by id product bỏ dưỡng nhưng từ mới này cứ thay bỏ bởi dân cứ product hai bởi nhóm order cứ có thể chạy keyboard mà lấy cái on the top hai nhóm bởi các function mới tiết cứ get one product chân get one product cứ dân tìm tì id where id smart id chân cái này thì dùng call tới cứ dùng bỏ ID mới dùng được từ select mà record vô mà mỗi tiết cứ dùng được phần cài create product đặc biệt là cứ tìm tìa
và chúng ta dựng bỏ một input hay function mới tiếp cứ delete product cứ dựng tìm tìm id dựng id say tầm đoàn bán return delete the id smart id product smart id hay function trong cái cứ update product cứ dựng tìm tìm tại value mới cứ bài này hay nếu dựng tìm say về cái đó thì chẳng chụp bộ create hay là update nhưng xong được save về nơi Chrome cho mùi kia dừng được save về phía chạp đồng lại phía input chẳng này cứ chơi connection từ căn database của dưỡng cái này cứ dùng select vô mùi tiếng off cái này select vô mùi record cái này dùng thua cả delete cái này dùng thua cả update hay cái này dùng thua cả create chẳng là dùng được pra tìm mùi tập bóng kê cứ get all sẵn nằm bay vô viết display tập nông restart bỏ dừng chứ tập bóng dừng ai ta mới make sure thay dừng ai tên đặt ta bị đặt bài bản ớt dừng có đẹp tế dừng tập thôi cả include database vô mó database.php nằm bởi pra function get all product chẳng những print all mới thay tên nó không tè bỏ dân nâng tự miên data đại dân trao cam mô hồi này chẳng vậy localhost supply app chẳng cái này cứ vì mình bánh hai chúng mình đang get all project cái này cứ product not project okay. Chẳng là dân mươi cái này nam rô bởi dân cứ dân khởi miệng bài record vì chị thay dân bàn connect the data bởi dân một bài record nữa. Chứ những ai vô data bởi dân vô một display bản này chứ nó không nên dùng xong pra bootstrap ok chúng ta dùng container padding margin top dùng proper card chúng product name dùng display viên ở khu nông 8.1 từ product name here chẳng product price here cái này cứ chẳng đặt that nên đừng call that mó hay chẳng còn đừng miền button a action chúng mình p được không cả delete ok, cho nên tôi mới đi xa bỏ dừng tích và để dừng chọn bán cứ
dương miên cat mũi sẽ miên product name price hay clinic date chẳng cái gì cũng bởi vì chụp khnề pê chừng ai prà margin right to margin right to ok chẳng những ai cho edit nhưng chẳng ai cho delete hay cái này cứ dead display here. Rồi có dừng ở trong cái dead display cái này nâng người mới tờ ở xa đã nâng cái design bỏ dưỡng thế nhưng mà bị display nó bị đau title here ok chúng ta nên cứ coi cái design bỏ dựng để dựng trong bàn mấy cửa sai là dựng cô đào bỏ dựng cứ crude chúng ta nên tự chấp phô miên để dựng tiên một cái database bàn mấy dụng một display chụp nông cạn năng chúng ta call dựng bằng page php here chúng ta nên tự require your database bỏ dựng mó tổng tiên nhầm đã chung một việc là này cứ product get all product chẳng dừng for each data bởi dừng nâng chẳng cái là này start for each đi trong loop ở trên cat chẳng cái là này cứ cái là bật and for each product name chúng ta phải echo product name product date and product price lấy những cái mới là tập hợp vào những chính những tựa bàn computer phone hay keyboard chính những query để dựng bàn select mà chính cái này dựng khi order by id hay dựng thêm bị descending và sử dụng trong việc chạy bình trắc chính những tựa refresh dựng khi nhờ keyboard và dựng cưng một lần Apple trong cái đó một lần hay cái này dựng miền dead hay cái này dựng miền prime bởi vì ok, that's fine. Chúng ta lấy cứ dùng ai tự tiên đặt ta một bàn ấy, cứ dùng hai mũi ấy, cứ select. Chúng ta bây giờ dùng sau tiên nó cứ dùng tự phơi ca create delete hay nâng update. Chúng ta dùng tự phơi ca đi delete mũi chắc. Rồi xa ca delete cứ bị sửa đi. Chúng ta dùng mấy function delete cái này cứ bị tìm tì id delete product chơi dây miền bột tông delete nơi cái lại địa hai dây còn dây miền pha delete nơi cái lại này đấy cứ delete model chân cái lại này cứ dừng click cứ dừng link tập can delete model dot php xin nhà xua cứ cái lại get bỏ dừng id smile cho mùi nắng chân tự echo id rồi bỏ product bỏ dừng ok
chẳng lẽ này cứ echo id ở small chúng mình id parameter bỏ sinh nhà số này cứ get dừng mà refresh mũi bây giờ đã mau trả lời delete dừng khởi miền number display nó lại những dừng mới id lệch mũi lệch pi hay lệch bảy chứ những chập ID ban này chứ là bây giờ click tới cứ dừng mình là lời dùa và dừng khởi này thì dừng biến bỏ ID mở chứ những chỗ từ căn file delete dừng bằng PHP mở dừng chập đam require database.php hay dừng click add call delete bởi dưỡng cứ function bởi dưỡng cứ get delete cứ delete product và tất cả delete product bởi dưỡng cứ tiêm tia id ok chẳng id bởi dưỡng ban một phí ná cứ id bởi dưỡng cứ ban một phí a message get là dưỡng chạm màu nữa. ID cắt bỏ dưỡng cứ chạm chân một việc là sinh nhà xuống đưa lại ID ní trong sinh nhà xuống nước mà mẹ sẽ cắt ID nó của tôi sinh nhà xuống từ nông biển dừng ai echo mới thay dừng chạm ID bàn ọt chân dừng từ refresh dừng khơi dừng chân ID lệch bấy và nhầm cho trong của lại ní cứ dừng chạm bàn ID lệch pi chân lấy dừng chạm bàn ID ấy. Chắc chúng tôi là ID nâng bỏ cho được nóng function deleter đó là ID chắc là nếu sạc xa là khăn đặt bởi xanh chỉ delete small small mũi nó biết là việc delete bán việc được return lệch mũi và việc delete bán việc return lệch sâu trong bởi xanh chỉ việc small mũi miễn cứ việc delete bán chắc chúng tôi việc redirect again location nhưng mà video thì cần đến index.php và dừng bị ok chắc chúng ta lọc một này vậy nhưng được phát cả delete mùi chắc là nhóm đừng lọc tùa sát chứ nhóm chơi delete nhưng khi viên ban cho một cái căn cái lãnh delete và tại vì ở đây đã đặt một căn index và dừng bình tĩnh nhưng mà refresh chỉ khởi bắn tua sạc cho mình thay cái lệnh location header cái dương tôi sẽ header khó chân header redirect location tôi cần đi à lấy những lọc mũi tiết mà ta dùng lọc computer bắt bắt tay vì ở redirect mô vĩnh ok lệnh mùi nó có lẽ này cứ string là những từ thôi cài insert record và đoàn tiếp cho những khởi miền đẹp tạm bởi dụng một bên chân nhìn trong lọc keyboard mùi cháu chân là những khởi vì ta lọc một bên là nhầm lọc tùa sắp ok rồi sao đã cái lệnh lệnh mùi để dừng return một cái lệnh này cứ vì chỉ string chẳng là dừng tập phương cả delete bản ấy chẳng là dừng là sau create hay nâng update chẳng là không create view nhầm tập phương cả vật link a team ở bờ dưới này nhưng copy vì như thế bootstrap thế nhưng chẳng không lý cứ nhầm bậc cắt container mới action bởi dân cứ ai ta can create
model .php method cứ dùng proport tiếng chấm PHP bởi dân cư về require name nó cả chậm lại pin hot trên cái này cứ name product name anh em bởi dân cư product name anh cứ product được gọi là thật price name price hai à và đi trong cái chân cái cứ bật tông thay submit lọc chân cái lệnh create này cứ nhầm trong cho chân pin định mó nó không cần thay nữa nhưng đã thay em muốn chân cái lệnh này thì nhầm cho tất cứ viên đường link được can file create view.php nhưng đã thả add chẳng tình add product cho những tôi refresh mũi khi mình bật tông add product mũi hay những chữ add tất cứ mình input product name price hay những bật tông create nông can create ok chúng ta dùng cho create nó có lại create view dùng read the data can create model chúng mình dùng message box và bây giờ dùng submit chúng ta dùng create model dùng bằng PHP bởi dùng mẫu chúng ta dùng require database.php bởi dùng bài proper function chúng ta lại dùng sắc sát tập bởi server bởi dân sạp biết môi cho môi nâng message box dân thuở can call function create create product hay dân box đó là port tại chẳng đó là port này cứ store object đâm lại để chúng chạp bàn pin port tại chỉ object chỉ array object cứ có chỉ array hay thà array associative trong trong PHP chẳng nó phải đi bỏ cho được trong function này nó cái này cái này create bởi chúng chúng ai print or đó là value mơ bàn thành nó phải đi chúng cho create đã bị tụ bàn này nhưng refresh chắc là vậy để dùng tựa bàn là nếu cứ dùng một khơi những điểm miền product này còn vật ảnh này ở vậy để dùng bởi chỗ tầm chắc chúng ai chạp đồng lại bị input bàn để dùng bỏ chỗ tầm ở function nâng một đó lấy nâng còn lại create model còn lại lý chắc chúng ai chạp đồng lại viên mùi mùi đồng bài mùi store tới chứ còn lại nếu dùng đại tham pro đặt ném tôi là value tôi đặt ném price price thế thì chắc vô tầm lại mùi mùi hay của tôi tiếp theo tôi insert video được không query tôi insert into product để không đi insert ném hay là price và dù bởi dân cứ chúng ta đã viên được trong single quote cứ product name hay là product price
lấy cái thơ ca create từng học này chẳng cái này và tốt bà sân chỉ dân create bán nhưng sẵn sàng là khăn hồng này bà sân chỉ is create nâng mà muối bởi vì create bán vì return lệnh muối mọc chẳng bởi vì create bán thì ở vì đã đây tập khăn index dot php bởi dân mình đi refresh mũi đây em thử cả ad nhập cho đồng lái ok chắc cái lái này dừng khơi dừng bị cho prime ban dead ban và tay dừng chặt title lọt ban đồng nốt đây là bài bỏ dưỡng nhưng tầm mời thẻ bò bỏ dưỡng cứ dừng ở khơi title chúng ta thay cái này để dừng chạp đồng lái nó cứ dừng chạp bật cái này database cái này product name nè cái này cứ dừng say product name nó không ai thêm bởi vậy cứ dừng say product name ok chẳng là dừng thử càng create một đoạn tiết nhằm delete anh đi cháu ok, lấy bậc cả data bàn này ok chẳng là cái dựng bàn select create hay là delete trong cái cứ edit chứ sao edit trong cái mua dựng còn đã copy code HTML đang ở trên bị create view tập hai về cho tập nông edit view ok hay create model dùng pha viên ở trong create edit model center chúng ta có lẽ edit view ở đây dùng trao cá cứ để chạp đồng lái và bỏ chỗ trong input ok chúng ta có lẽ này cứ dùng chạp về lưu phóng chúng ta có require database .php chúng ta có function một trong database của chúng ta là get one get one cái này cứ chúng ta có cái chạp vô ID một bộ product của chúng ta chúng ta không bao giờ chạp ID nếu mà bán cứ nó không định bỏ dưỡng cứ dừng về dừng cho tờ lời của tổng edit cứ dừng ở việc tập can phải edit view.php hay dừng bỏ được khi nè tới cứ đổi lại ID product chúng ta dừng cho edit tới cứ viên nâng tờ chạp ID bởi dân tạm dạng thì được khỉa được đi được đi lịch đại trên nhóm ai các bạn lại bỏ ID mà đó là get sẽ nhận số cái đường này ở get hay dân echo đó là ID hay dân đài sinh thì mà trong đơn thay dân chấp ID bàn ọt dân refresh mũi chúng em cho edit cái này nhưng khi em chạy bàn ID lệnh đọc em cho bật top em chạy bàn ID lệnh 4 chẳng mình thả lấy em chạy ID bàn này chẳng những thử cả bỏ ID nước cho được không function lấy em đặt product smart cat one product hay bỏ ID cho tập nông nắng chân cái này đi dân cua tại tổ bàn product màu muối hay dân lưu product nắng đã cho tập nông input bỏ dân tay chân ai print all mơ làm vậy chụp bàn thay chạp bàn ớt
nhưng xong lọc hết lọc placeholder đi cháu đời xa tay ở trong vén cho những cái nhìn đã vào dữ nhưng echo product nam hay năng product price và ta dùng đăng cái tha vì tao cả ai đi đẹp và ta lấy những gọi thì chạm với thằng việc vì những cho những tiếp những chạm bàn ở lấy những chạm bàn là so price vô mồi nên so anh đi price mà ta dùng cho từ lấy keyboard cho những chạm bàn keyboard như chữ price vào keyboard ok chắc là bây giờ nhóm click cái này cứ miền create cứ update vì nâng gọi tập can edit model và tại nó bây giờ edit model cứ việc tìm tìa dựng miền ID chẳng nhưng tao cả bỏ ID tao đấy chẳng nhưng bật cả input môi nó cái này ní chỉ input thay hay đánh làm vì ID chẳng tới thì nhóm echo là ID bỏ dựng này product ID. Ok, nên bây giờ click mô cứ viên nâng một đo cái này edit model cái này edit model cái này chúng ta đã is updated chúng call function update product hay bỏ bỏ tới nó không database bỏ dưới nhưng mà lên o và dù dân người tham ta dân từ tổ ban là bài khá phim phụt bỏ dân mình refresh mũi dân cho chỉ tiếp chỉ mình bài hai mũi nâng product update chmô bỏ vía update update ok dân chmô vía yên tâm cái này chỉ cần form group cho những khởi nghiệp ID chạp bàn ấy product name của bàn ấy price của bàn này chẳng ở vậy cứ bàn ở vậy group giang cứ từ bàn ở ấy chẳng ở error tình mình cứ để xa tại vì ở toàn bàn change cái này is update mới chuyện create the check is update. Và ta dùng cái style của dùng cái prep pro anh thích để xa tại cái này dùng ở bản bật input cho dùng tự lọc một update mùi lấy nhóm update à so về nhỉ cho dùng cho edit nhóm đô viên tự chia PNC nhóm cho update nhưng khi và dù bây giờ cái PNC price exchange sẽ cứ dùng từ tool ban ở đây như còn tại sẽ query update nó không đặt tại bài bây giờ đi tới cứ chọn sub problem cho những tập và dù pin phụ tận ở đằng mó chẳng việc gọi đôi khi tại đằng create để tế à và để lớp cứ dùng trong chạm vô ID mình tiền ok cái nào bên đó cứ dùng ai từ sẽ query return update để được đặt kia đi. Chẳng cái này cứ update. Thay bỏ bây giờ cứ product set name smart product name price mà product price hay
trong cái đó cứ về ID smart ID cho nên cứ chia query update bao nhiêu. Let's see how we can update it. Nhìn từ lọc tới bên, lấy nhóm update update. Lấy này nhìn khơi cần được chơi PNC. Lấy nhóm ấy để đã về nhìn mùi tiền xin. Cho nhóm đã bàn tiền miền cháy. Chơi update xí bàn tiền miền cháy. Ok, nhóm trong update price để chia trả lời chẳng price bởi vậy. Ok, trong lúc nào video này riêng về để giải cứu cover từ lực crude tiếng off hay chỉ muốn những đặc biệt là lại cái nạn functionality hay có riêng liên tịch đại hay bởi sao riêng miền sầm nuôi những ai chat su nó không comment bằng ok.